À, dạ sa thú, dạ con kính gửi mic lại cho chú ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thay á, Nam Mô Tham Mà á, Nam Mô Sàng Hài á. Dạ, kính lễ Thượng Tọa Lưu Tông, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng và thần chào tất cả quý vị. À, thấy Nguyên Trang réo quá. Dạ, kính thưa Thượng Tọa Lưu Tông, vậy sẵn vấn đề hôm nay con muốn hỏi về sư về vấn đề mà những về Tam Tạng kinh điển đó thôi sư. Thì mình được biết là có 84.000 pháp uẩn, mà có 2.000 pháp uẩn là do những vị trưởng lão thuyết. À, chẳng hạn như ngài Sariputta chẳng hạn, vâng, thì như vậy tất cả là 84.000 pháp uẩn, thì nhưng mà riêng tạng luận đó thưa sư có 42.000 pháp uẩn, thì trong 42.000 nó có cái bộ kinh mà cái bộ mà Kathapu, thì cái đó nó nói là do ngài mà Moggallana Putta ngài này viết bài đó sau này, chứ nó không phải nằm trong bộ tạng. Thì như vậy thì nó thiếu, thì vấn đề đó thì theo giáo sư thì mình phải nên hiểu như thế nào để gọi là đủ 84.000 pháp uẩn, trong khi cái bộ mà mắc cái bộ mà kêu Việt Nam dịch kêu là những điểm dị biệt đó, à, cái thao quách thú đó, thì nó không phải là chánh tạng. Thì vấn đề này con cũng thỉnh sư quan hệ giải thích ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị. Cái quyển Ca Thảo Quách Thụ đó, cái bộ Ca Thảo Thụ do Đức Phật thuyết chứ không phải do ai cả. Tại sao chúng tôi quả quyết là do Đức Phật thuyết? Tại vì trước kết tập Tam Tạng lần thứ nhất cho tới kết tập Tam Tạng lần cuối cùng, trong 6 lần kết tập Tam Tạng đó, họ đều tuyên ngôn hết ra những gì Đức Phật thuyết đã được có từ cái lần kết tập lần thứ nhất, vẫn giữ y nguyên mà không sửa đổi, không thêm bớt. Thì bây giờ đó, tại sao có một số người họ 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 cho rằng cái quyển đó không phải của Đức Phật thuyết ra? Tại vì cái cách hành trì văn trong đó đó nó không giống như những cái quyển khác, nó nhớ cách hành văn giống những quyển khác. Thành ra một số cái vị mà trưởng lão đó cho rằng ngài thuyết cái cách ngài thuyết đó người đời sau khó hiểu, thành ra tới cái ngày lần thứ ba là ngài Mốc Mốc Ca Liên Bồ Tát Tây Ra đó sắp xếp lại để cho đọc cho dễ hiểu, dựa vào một số cái điều kiện xảy ra sau này ngài chỉ sắp xếp lại thôi, chứ ngài không có thêm bớt gì cả. Mà nhớ chuyện đó, bởi vì khi mà nói mà nói chứ những cái bậc mà cái tập Tam Tạng lần nhất, lần hai, lần thứ ba toàn là bậc A La Hán không, mà khi người ta nói là như thế nào là y chang như thế đó, không có sửa, không thêm, không bớt, thì người ta chắc chắn là người ta phải giữ lửa là một. Thứ hai, cái gì đó là những cái gì mà kính trọng Đức Phật còn hơn cái mạng sống của họ, thì làm cho họ có thể họ thêm bớt hay họ sửa, họ viết thêm. Cái điện đó không có đâu, ngài chỉ nghĩa là sắp xếp lại cho nó dễ hiểu theo cái ngôn ngữ đời thường, cái thời vào và cái thời cái tập Tam Tạng lần thứ ba thôi, nhưng cái quyển đó vẫn do Đức Phật thuyết như thường. Nam mô Bích Thầy Giá. Sa thú, sa thú, và kính trường Thượng Tọa Lưu Tông. À, nhưng mà cái vấn đề này tôi cũng thấy rất là nhiều sách là do ngài Moggallana Putta viết thôi, chứ không phải do lời Đức Phật. Và người ta xác định như vậy thì không không hiểu người gì căn cứ vào cái chỗ nào người ta xác định cái đó không phải lời Đức Phật, và được tách ra khỏi cái bộ luận. Và con cũng thỉnh sư quan nghĩ giải thích thêm chút xíu ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thường thường đó, tại vì mấy ông học giả thì ông nói vậy chứ thứ học thiệt họ không có nói đâu. Chúng tôi hồi xưa đó, hồi bên đây là hồi trước khi chúng tôi được Thái, chúng tôi đã đọc được cái điều đó. Thành là khi chúng tôi qua đó đó, chúng tôi khi mà chúng tôi học xong rồi nói tiếng Thái khá, chúng tôi lên cái quát cái chùa gọi là quát Tham Ô đó, thì cái vị đó là ngài Thamanantha Thá đó, cái vị đó rất là giỏi, của người người Miến Điện mà qua lập cái chùa Miến Điện đầu tiên ở chơi Chân Bạch Long Bang đó. Chúng tôi hỏi ngài, ngài cũng xác nhận là cái đó Đức Phật thuyết chứ không có phải là của ngài kia. Thì những cái người mà sau này nói ra là không phải những cái bậc học học giả của Phật giáo. Quý vị không tin thì quý vị cứ tìm những cái gì nào mà giỏi, ví dụ Tam Tạng Quán Sư Vấn Điện gì nào rảnh đi rồi hỏi thì họ sẽ trả lời như thế nào, họ trả lời cho biết là có phải Đức Phật thuyết hay không. Chứ còn cái chuyện mà đa số mấy cái ông học giả mà chứ không phải học thiệt thì cứ nói cho hoài,
mà nói mà họ không có nêu được bằng chứng như thế nào, họ nói cho hoài thôi, nói rồi còn gán ghép cho ngày mốc hành lý bộ tịch xã thế đó. Quý vị không tin thì quý vị cứ lật cái tuyên ngôn đầu tiên của lần kết tập tầm thẳng lần thứ ba do ngày mốc hành lý bộ tịch xã thế đó, đó ngày làm thế coi có cái câu mà từ dẫn tuyên ngôn là bao nhiêu lời dạy của Đức Phật được giữ không có thêm và không có bớt. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sao thú, kính thưa thượng tọa Lưu Tâm, đã làm sáng tỏ vấn đề này. Vấn đề này cũng đã rất là nhiều vị người ta khẳng định là như vậy, từ nay con cũng sẵn dịp con đưa lên cùng thỉnh sư giải thích thêm chút xíu này đó. Và cũng trong cái vấn đề mà về Tam Tạng Pháp Bảo đó, thưa sư, ta nói hồi xưa Đức Phật thuyết bằng ngôn ngữ Magathi, có người nói là Đức Phật thuyết bằng ngôn ngữ mà kiểu như là Sakadirutti, không biết loại ngôn ngữ gì, người ta nói là ngôn ngữ riêng cho quần chúng sao đó. Thì cái ngôn ngữ mà Magathi này có phải là Bali bây giờ mình xài không, hay có một số vị người ta nói là nó không phải cái Bali sau này như vậy thôi. Và trong một số cái sách người ta nói rằng nếu mà ai mà chuyển cái kinh mà từ Bali mà chuyển sang Sanskrit á, thì Đức Phật nói là những vị đó sẽ bị phạm vào cái tội Dukkata, tội tác ác. Thì giờ mình chuyển qua tiếng Việt thì sao? Thì vấn đề này con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, vào thời Đức Phật thì có hai cái vị tỳ kheo từng từ cái tôn giáo Bà La Môn qua xin ngài là cho chuyển sang dịch sang, nghĩa là giống như cái bộ thứ hai vậy đó bằng tiếng Sanskrit. Thì Đức Phật cấm và Đức Phật phạt là chư tăng từ đó ai làm vậy thì phạm tội tác ác. Thì bây giờ hỏi cái ngôn ngữ Magathi đó là phải ngôn ngữ Bali không? Ngôn ngữ Magathi là ngôn ngữ Bali. Bali là tại sao? Thưa cái ngôn ngữ thì dầu rằng cái ngôn ngữ là ngôn ngữ của bậc thiện trí giống như Đức Phật thuyết thì nữa, nhưng mà nó vẫn có thể thay đổi do cái điều kiện mà người đời đọc vô mà không có cái luật nào vững chắc. Không có luật nào vững chắc. Thành ra tới khoảng mà sau những lần cái tập tâm tạng rồi thì các nhà mà về ngôn ngữ học đó, cái ngày ngôn ngữ học đó, họ mới nghĩa là làm lại một số cái điều kiện về văn phạm đó, nó phải như vậy như vậy như vậy, như vậy rồi họ dùng cái những cái điều kiện liên quan tới văn phạm để viết cái bộ tâm tạng đó, chứ cái tên của cái ngôn ngữ gọi là Bali, nhưng mà họ định nghĩa đàng hoàng để cho mình hiểu là Bali là gì, là Bali là chứ mình đọc đi cho thật sự tiếng cô nói là Bali ha, tức là bút tháo quá trà năng ba lê ti trị ba lý. Ngôn ngữ này là ngôn ngữ bảo vệ duy trì cái lời dạy của Đức Phật ha, nó anh là Bali. Nhưng mà bây giờ hỏi cái ngôn ngữ mà mình đang xài gọi là Bali nó có giống ma thi không, về phương diện phát âm, về phương diện gì viết thì nó giống nhau, giống 100%. Nhưng mà những cái điều kiện về văn phạm đó là do các nhà sau này họ lấy giáo hòa như mình đọc, quý vị nào học cái văn phạm về Bali sẽ thấy đó. Đó để làm cho nó đừng có thay đổi nhiều ha, nó lạc chứ không phải thay đổi, đừng có xe lạc. Mà bây giờ đó theo cái những cái một số cái gì cái nó gọi là kiểm tra dân số của Ấn Độ đó, thì bây giờ tại cái thành phố mà Varanasi đó còn khoảng 11-12 triệu người nói được tiếng Magathi hay là tiếng Bali. Quý vị nào không tin cái tiếng đó, tiếng Bali với tiếng Magathi ấy đó, quý vị cái sách cái bản nào cũng được, bản kinh nào cũng được, ví dụ Thâm Ma Chặt Cặp Bờ Quách Tánh Á hay là bản A thì đó, quý vị tới đó biểu người ta tụng theo tiếng Bali thì có họ tụng như thế nào. Những cái người mà ở cái phương Varanasi đó khoảng 11-12 triệu người bây giờ đó, họ tụng y chang giống như là chư tăng ở Thái Lan cái điện tụng giống qua vậy đó. Còn cái chuyện mà mình dịch sang tiếng Việt đó, mình nên nhớ về dịch để hiểu chứ không phải dịch để coi cái đó là bộ tam tạng. Thế cái ngôn ngữ của Đức Phật nên nhớ chuyện đó,
dân Thái hậu dịch ra tiếng Thái, Miến Điện dịch để hiểu cái lời dạy của Đức Phật, tại vì đa số là cái ngôn ngữ đó là một cái loại ngoại ngữ, nó không phải là tiếng Miến Điện, không phải tiếng Thái, không phải tiếng Việt Nam. Thành ra khi mình học cái Bali cho nó, cái lúc đầu giống như mình mới qua đầu qua đây thì mình cũng phải học kèm theo tiếng Việt để mình nói một câu vừa Việt vừa ăn lê chứ làm sao nói cho giỏi được. Thì cái đó là dịch, mà nhớ dịch ra đó là để hiểu được đó, nhưng mà khi tụng là cũng phải tụng Bali hết á, hay là tụng tiếng Ma hết á. Thành ra nếu mà quý vị nào mà có quen mấy vị sư mà ngoài quốc mà học cái ngôn ngữ đó thì người ta vẫn để là dịch từ tiếng Thái sang ngôn ngữ Magathi, chứ người ta không có dịch là từ tiếng Thái ra tiếng Bali, không có. Bởi vì tiếng Bali là cái loại ngôn ngữ Magathi mà được, nghĩa là điều chỉnh bằng cái văn phạm để cho nó đừng có sai lạc, giống như cái ngôn ngữ mà ở Varanasi người ta xài bây giờ. Bây giờ nhưng mà đọc được cái loại Marathi 12 triệu người đó thì họ nói vẫn theo cái ngôn ngữ bình thường thôi, chứ còn nếu mà nói là phải có quý phách đồ này kia ông chồng này kia ông chồng nhiều thì họ cũng nói trật như thường, trật cái âm chỗ đó như thường, chứ không đồng nam mô bích thà dạ. Dạ, xa thấu, dạ, kính trường thường tội lưu tâm. Dạ, nhưng mà con cũng xin hỏi sư về vấn đề ngôn ngữ mà thời Đức Phật, tại sao không có chữ viết thôi sư? Lúc đó là thời vua chúa, thời đó Đức Phật cũng là được gọi là lúc còn Bồ Tát là văn võ song toàn mà. Thì bây giờ cái chữ viết mà thời đó có một số vị người ta nói có, mà không hiểu tại sao mà có bây giờ người ta nói là thời đó không có chữ viết. Thì trên cái căn cứ nào mà nói rằng là không có chữ viết, mà trong khi đó một số vị sư nói cho con biết là vẫn có nhưng mà Đức Phật không sử dụng. Thì vấn đề này con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích ạ. Nam mô Bổn Sư, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái ngôn cái thứ nào nó cũng có cái chữ viết của nó đó, nhưng mà thường thường cái ngôn ngữ bên là cái ngôn ngữ mà Bali đó là cái giống như âm ngữ, nó có một số cái điều kiện mà vào thời Đức Phật hoặc tới về sau này đó, cho tới lần cái tập đàn thứ ba đó, người ta chỉ dùng cái âm ngữ để người ta hiểu, người ta học hiểu với nhau để người ta thuộc lòng thôi. Bởi vì khi mà mình viết ra đó thì trước sau thì sự sai lạc và thay đổi. Thành ra nhờ vào cái âm ngữ đó mà khi mà nó qua Miến Điện, nó viết theo tiếng Miến Điện được, qua Thái viết theo tiếng Thái được, rồi qua Việt Nam viết theo rồi tiếng Rô Măng của Việt Nam được. Còn nếu hồi xưa mà ngài dùng cái gạch tới gạch lui cái kiểu mà ngôn ngữ của Ấn Độ bây giờ đó, tới chừng qua đây mà muốn tìm một cái những cái alphabet mà cho nó chính xác đó rất là khó. Thành ra quý vị để ý là như sư Thái Quang Sư Miến Điện đó, hoặc sư Tích Lan ba ông ngồi tụng có những cái chữ vẫn khác như thường, cái âm khác chứ không phải cái chữ nó khác, người ta hiểu nghĩa giống nhau nhưng mà cái âm nó vẫn khác như thường đó, bởi vì có những cái âm mà người Thái nó không có, hay là cái âm đó Miến Điện nó không có. Thành ra quý vị đế ví dụ như bây giờ đó, ví dụ như chữ ca của mình đó, thì nó đọc thành chữ ca của Thái nó khác, đọc thành chữ ca của Miến Điện nó khác đó, nó khác ra. Hoặc là chữ Thái thì nó không có chữ nhờ, tức là chữ n ở trên có dấu ngã đó, mà nó đọc thành chữ giống như chữ y hết á đó. Nhưng mà chữ y đó nếu mà mình viết theo cái ngôn ngữ Magathi nó khác, mà viết theo ngôn ngữ của Thái khác, viết theo ấy ra, nhưng mà cái nghĩa nó giống nhau, là nó đó là lý do tại sao vào thời Đức Phật người ta dùng cái âm ngữ thay thế cho những cái danh từ cái lối chữ viết giống như mình viết bây giờ, vẫn có chứ không phải không có. Người ta dùng, người ta cơm miếng khay với nhau mà, chứ đâu phải gặp nhau. Bởi vì cái lối mà âm ngữ đó nó tiện lợi nhiều cái lắm. Ví dụ như quý vị thấy con cẩu của Tây mà nó gặp con cẩu của Mỹ, nó cười là nó biết chuyện gì xảy ra liền. Còn bây giờ mà phải múa tay múa chân viết, nhiều khi là dùng viết cái viết ra rồi Tây động đường Mỹ động ngã bao nhiêu chuyện sao, mà nó dùng cái âm ngữ nó dần tốt hơn nhiều. Nam mô Bổn Sư. Dạ, xa thấu, dạ, kính trân từ tòa lưỡi tông. Dạ, vấn đề này rất là rắc rối trong cái về vấn đề ngôn ngữ học. Thì vậy là Đức Phật đã biết trước cái chuyện này và đã
để cho ngài Ananda làm thị giả ngài, để mình có một bộ nhớ là siêu phàm, nó nhớ được toàn bộ kinh điển. Thì sẵn vấn đề tạng này, con có được đọc một số sách người ta nói rằng chỉ có hai tạng thôi chứ không có ba tạng thôi, tức là tạng kinh, tạng luật thôi. Còn cái tạng luận á, thì là Đức Phật chỉ thuyết về cái Matika thôi, là thuyết về những cái mẫu đề thôi, chứ không có như bây giờ. Bây giờ là do sau này người ta từ cái Matika đó người ta mới biên soạn lại. Thì vấn đề này con cũng thỉnh sư Hoàng Nghĩa giải thích như thế nào. Nam mô Bích Thà Gia kính bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư quý vị, khi ngài lên cung trời ngài thiết, nếu mình xuống đây mình ghi lại cái bộ đó thì không thể nào mà có đủ chỗ để mà ghi đó. Đức Phật lên đó ngài thuyết theo chú giải đó, mình nói một âm thì ngài nói được 128 âm. Thì quý vị biết là ngài viết ngài thuyết trên đó như thế nào. Rồi theo chú giải cái này tôi nói, thì chúng tôi nói thì rồi ngài ngài là thân người mà, hay là ngày nào ngài cũng phải đi trì bình đúng 24 tiếng hồi đình, thì sẵn dịp ngài ghé cái hồ ở trên ấy đó, hồ Anuttara đó, thì cái sở sở Diệu Tạ mới lên thì ngài mới tóm tắt, ngài tóm tắt mấy mấy chục giây rồi thuyết cái gì mấy gì rồi thuyết gì. Thì nó nói cái bộ mà thường ở dưới đất mà xài là do cái trí nhớ của ngài Sariputta, nhưng mà chúng tôi không có tin. Và nói vậy thì nói cần có một phần đúng chứ mà nói hoàn toàn thì chúng tôi không có tin hoàn toàn. Là tại sao? Bởi vì nên nhớ là ngài Ananda đó 20 năm sau ngài mới làm thị giả cho Đức Phật, nên nhớ chuyện đó. Và trong thời gian Đức Phật lên cung trời thuyết pháp, ngài Ananda cũng chưa làm thị giả, mà chính miệng ngài Ananda nói là 82.000 pháp vẫn tôi nghe từ miệng Đức Phật, thì Đức Phật không dạy gì pháp ở dưới này thì dạy ở đâu? Đó. Vì thấy rõ ràng chưa? Nếu không dạy dạy đâu? Đó. Mà nếu nói đúng 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 mức là nghĩa là len lỏi những cái thực tính pháp thuộc di pháp đó từ bài kinh đầu tiên kìa, bài Tam Má Chặt Cặp Bà Quá Na Nát Sự Tả đó, nghe. Thì quý vị đọc coi cái thực tinh pháp trong đó đó, cái cốt trong đó đó, thì rõ ràng từ trong trong duy pháp ra chứ không thể đậu đó. Nhưng mà lúc đầu là những cái bậc đó là cái bậc thứ thiệt ủng có tỷ tinh nhu, thành ra người ta nghe cái đó người ta hiểu được cái duy pháp. Còn mình bây giờ đó là mình học duy pháp để mình hiểu kinh điển nó sâu sắc, hai cái nó rất khác nhau rất là xa. Tại vì khi mà viết ra chữ in thành sách là để dạy cho những cái hạng phàm vô dân phàm phu như mình, chẳng phải ngày xưa đó. Nếu gọi ngày thì sở đi phụ tạ đó, ngày có tới ngồi trong lớp học như mình không, đâu có, thấy không? Mà không không thấy chỗ nào nói là ngài Ananda ghi xuống sách vở hay ngài Sariputta hay là bậc thánh là chưa ghi, không có. Ta dùng cái đầu ta nhớ, bởi vì nhớ cái đầu như vậy đó thành ra kinh điển nó mới không sai lạc. Thành ra cho tới bắt đầu khi mà viết xuống rồi đó là bắt đầu kinh điển có sai lạc. Tại vì khi mà viết xuống viết ở đâu? Nếu mà viết ở Ấn Độ thì qua Tích Lan nó khác rồi, nó có sai lạc rồi. Mà từ Tích Lan mà gửi phải đoàn đi qua Miến Điện viết là nó cũng sai lạc rồi, sai lạc cái âm bị hai cái âm cái ngôn ngữ nó khác nhau nhiều, mà thiền qua cầu qua Thái rồi truyền qua Việt Nam nó sai rất là xa là như vậy đó, thấy không? Nó sai rất là xa, thành ra có nhiều cái. Tại vì chúng tôi có dịp đi dạy quốc gia về Phật giáo ra, chúng tôi mới thấy cái sự nếu mà viết từ đầu là còn sai xa hơn nữa. Ví dụ như mình đọc theo tiếng 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 Roman đâu, mình Nam Mô Tạch Xạ, nhưng mà chữ S của Thái nó không có, Y của Miến Điện không có. Thì nói quý vị để nghe ông sư Miến Điện là Nam Mô Tạch Tạ ha, rồi Phá Ga Qua Tô A Đà Hà Tô Sấm Ma Sấm Bố Tạch Tạ, chứ nó không có chữ Tạch Xạ được, nó không có chữ S đó. nhưng mà nó đọc theo cái kiểu nó, nhưng nó vẫn hiểu hiểu cái nghĩa theo cái nghĩa của Bali, chứ không phải là nghe rồi hiểu sai, không có hiểu nghĩa Bali như thường đó. Còn Thái Lan cũng vậy, nó có những cái chữ mà nó không có cái âm đó là làm sao làm được đó. Thành ra mình phải thông cảm cho mấy cái nhà mà làm ngôn, nghĩa là kết tập tâm thạng này kia nó bao nhiêu chuyện đó, chứ không phải là dễ như mình tưởng đâu để duy trì được cái bộ tâm tạng tới bây giờ đó. Rồi tới cái lúc bây giờ đó đa số thì mình cái ngôn ngữ của mình không có được
được giỏi về ngôn ngữ marketing đó, thành ra mình học nó từ ngày nó càng sai 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 rất nhiều, bởi vì nội văn phạm không, văn phạm Bali không có gì biết, học 10 năm chưa xong á, văn phạm không á, đa số là chư tăng bây giờ đa số là học cái basic mà thôi, cái còn cái intermediate hoặc cái advanced nó thường thường mấy cái gì mà tứ thiệt người ta mới học, ví dụ tam tạng pháp sư hay là những cái gì tu lòng một tạng hai tạng ta mới học cái loại đó. Thành ra những cái gì đó người ta đi người ta gặp nhau, người ta những cái buổi họp của chư tăng ở thế giới người ta vẫn còn nói được tiếng Bali như thường, người ta tiếng Marathi rồi người ta đối thoại nhau bằng cái ngôn ngữ đó như thường. Còn mình bây giờ thì mình nghe xong rồi mình ngồi mình cái cười thôi chứ đâu có biết được mà nói lại. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ, thôi sao thôi, dạ, kính chào thần tài lưỡi đông. Dạ, quý vị nào có câu hỏi cứ đưa lên nha, cứ đưa lên nha, trong khi cho đại, có ai suy nghĩ gì đó đặt câu hỏi là. Dạ, thì sẵn cái vấn đề ngôn ngữ này, con được biết là có một số vị người ta nói rằng tiếng Bali là tiếng ngôn ngữ của những vị trời luôn, tức là những vị trời dục giới ta sử dụng bằng cái tiếng Bali. Thì người ta đã ở một cảnh giới hoàn toàn khác xa thì làm sao mà ta sử dụng cái ngôn ngữ của cái trái đất này luôn sư? À, thì mình căn cứ vào chỗ nào để mình xác định được là những vị phạm những vị chư thiên người ta nói bằng cái tiếng Bali? À, theo như sư trong có những sử liệu nào nói vấn đề đó không ạ? Dạ, con tu thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiện giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Bởi cái ngôn ngữ Bali bắt nguồn từ đâu, nó gọi là mu lá pha xả, nghe mu lá pha xả tức là bắt đầu từ đầu á. Mà ngôn ngữ từ đầu là do ai ai nói ra, bởi vì cái xã hội này vô thể vô chung mình đồng ý trong đó. Nhưng mà cái ngôn ngữ đầu tiên được người nói ra tức là Phạm Thiên, bởi vì cái anh Phạm Thiên anh xuống đi chơi, cái anh ghé anh làm gì đó không biết mà anh quá xanh lên thành người ra, cái ngôn ngữ đầu tiên của anh là ngôn ngữ Bali, nó hay là đó, tức là mu lá pha xả. À, thành ra khi mà truyền truyền như vậy đó thì nghĩa là cái này một số chú giải đề cập tới là ngay cả đứa nhỏ mà nó mới đẻ ra mình quăng vô rừng thì nó vẫn có thể nó khơ miếu đi khi do tất cả những các loại chúng sanh ở gần nó chứ không phải không đó. Thành ra cái ngôn ngữ mà mu lá pha xả thì nó là dựa vào cái âm thanh mà thôi chứ không có dựa vào cái như bây giờ mình viết ra nó mới khó thôi đó. Thành ra cái ngôn ngữ đó ngôn ngữ bắt đầu từ ấy là ngôn ngữ từ Phạm Thiên đi xuống nha. Mà khi mà Phạm Thiên nó thường là mấy cái vị mà ở trên trời đó cũng vậy, khi mà họ học họ không học mà họ sanh về cái đó đó thì cái basic cái điều kiện của họ là cái âm thanh đó thì nó có cái nghĩa là cái hình thái giống như cái ngôn ngữ Marathi vậy đó. Thành ra người ta mới nói là cả tam giới này đều nói ngôn ngữ đó, mà bây giờ chúng ta có thể chứng minh được chứ không phải không. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú số mấy đó chúng tôi không nhớ, mà bốn cái anh ở địa ngục trên anh trồi lên anh nói là đú sụ ná sổ đó nó thành cái câu kinh Pháp Cú đó, thì nó nói tiếng Bali cho nó tiếng gì nghe. Rồi bây giờ hỏi Phạm Thiên nói tiếng Bali được không, cái ông Phạm Thiên xuống ông thỉnh Đức Phật thuyết pháp ông nói tiếng gì nghe không. Hỏi rồi chư Thiên nói tiếng Bali được không, ai nó phâu sặc thề qua đó thấy không, ông xuống tỉnh Đức Phật thuyết pháp thuyết bài kinh sao không thấy đâu đó. Rồi mấy ông chư thiên ở trong rừng quậy, mấy ông sư về gặp Đức Phật, Đức Phật dạy cho bài kinh Karani đó, thì mấy ông lại ông tụng bài Karani, mấy ông chư thiên mát mẻ quá trời không thấy à. Nghĩa là tam giới ba cõi vẫn nói được tiếng Bali như thường, chẳng phải là cộng đó, chứng minh rõ ràng đó. Chư thiên cõi dục giới xuống thỉnh Đức Phật thuyết pháp qua cái bài bàn tam pháp an lành đó. Rồi Phạm Thiên là đầu tiên, hồi nãy cô Nhật Quỳnh cô lập lại bài của Phạm Thiên đó, sợm ba đi năn nỉ Đức Phật đó, thấy không. Rồi cô Nhật Quỳnh ngày nào cũng nói tiếng Bali để thỉnh mấy ông sư lên thuyết pháp không thấy à. Nhưng mà Quỳnh nói không nói tiếng Bali sẽ được. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, xa thú, dạ, kính chân thượng tọa lưỡi bao. Dạ, giờ cô Nhật Quỳnh có nói chuyện được với Phạm Thiên rồi, chư Thiên rồi, dạ, mời cô Nhật Quỳnh nha.
Dạ, cảm ơn Quỳnh Kình nãy giờ đã đặt những câu hỏi rất là hay. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha, dạ, con thành kính đảnh lễ Vô Tâm cùng chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, bạch Ngài, do câu hỏi của Minh Kinh con tới máy con nghe được Ngài trả lời thì con rất là hoan hỷ, nhưng mà con có câu hỏi nó cũng quanh cái chữ Bali đó bạch Ngài. Thì cái có người người ta nói với con này nè, mình người Việt Nam mình chết mà tụng kinh Bali làm sao mình nghe được. Thì Ngài giải thích giùm con cái câu này, câu người ta nói như vậy thì mình phải hiểu như thế nào bạch Ngài. Và con kính nhân minh đến Ngài, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mình tắt thở một sát na thôi là mình thành người mới rồi. Thấy không? Nó tụng tụng cho người mới chứ mình không có tụng cho người cũ được, người cũ chứ bây giờ còn cái xác mà nghe gì nữa. Đấy. Còn cái tứ đại mà làm sao không nghe được. Nên nhớ gì đó cái thứ hai nữa đó. Là khi mình sanh vào cái cõi đó, đó từ xưa tới giờ chứ không phải không. Cõi ngạ quỷ đi. Đó. Ông vua Bình Sa đó ông nói câu gì mà ngạ quỷ nhận được vậy? Ông đâu nói tiếng Ấn Độ đâu, ông nói tiếng Marathi. Nên y đang nô nhà thì đang hổ tù xuống người ta hổ tù nhà tại vô nó nghe nó hiểu liền, chứ cùng mình làm bộ mình không hiểu, tại vì mình còn còn thở chứ mình hết thở rồi mình hiểu cho biết. Mình nói thở thì mình cũng hiểu giống người ta rồi đó, mình sanh vào cõi nào thì nó cũng có một số chuyện để nói thôi chứ không ấy đâu. Thành ra chư Phật thì ngài là ngài cũng biết, mấy ông chư thiên nghe tiếng mình đi thì ngài mới lên đó mà ngài mới cù xà la thâm ma rồi, chứ còn nếu mà mình ở dưới này mà mình nghe là mình ngó ngó thôi, chứ còn là lên đó ngài tụng đó là chuyện người ta hiểu liền à. Mấy ông chư thiên ngồi xung quanh cũng lắng nghe cũng hiểu liền à. Đó. Còn lâu lâu mà quý vị để mấy cái gì mà A-la-hán thứ thiệt hoặc là ngay Đức Phật mà ngày bệnh rồi này kia đó, ông vô trời để thích ông xuống ông hỏi ngài bằng tiếng gì, ông để ông săn sóc ngài đó. Đó thì cũng tiếng ma thương Marathi hay là bây giờ mình quen mình gọi Bali là như vậy đó, cũng một thứ thôi. Nam mô Thầy giáo. Dạ, sa thủ con thành kính tri ân Ngài đã giải đáp câu hỏi của con. Dạ, con rất là tri ân Ngài. Dạ, kính mời huynh kinh tiếp tục nha. Mời huynh. Nam mô Bích Thầy á. Rồi sao không? Quý vị đặt câu hỏi đi nha. Ai có đặt cái thì cứ lên nha. À, để đặt thêm câu nữa rồi quý vị chuẩn bị đặt câu hỏi để sư giảng cho. À, kính thưa sư, con có vấn đề muốn hỏi sư về vấn đề mà những vị Phật mà lúc Bồ Tát mà tái sanh xuống để làm thành Phật đó, sư, từ tại sao tôi cứ sanh ở ngay Ấn Độ không là sao sư? Thấy đa số những vị Phật trước cũng vậy, cũng sanh ở Trung Ấn, cũng sanh ở Ấn Độ, tại sao không sanh những cái thành ở một cái nước khác mà lại sanh Ấn Độ, chẳng hạn như sao không sanh qua Trung Quốc, Trung Hoa, sanh qua Việt Nam mình lại sanh qua Ấn Độ không? Dạ, vấn đề này con cũng thỉnh sư quan hệ giải thích những nguyên nhân nào vấn đề đó xảy ra. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra Bồ Tát thì cũng đi lên đi xuống ba cõi sáu đường chứ không phải ấy ra, nhưng mà đa số cái những cái kiếp mà tạo ba la mật thì ngài mới mới ở mấy cái cõi mà có người để nhận cái ba la mật đó, hoặc đó có cái người để ngài có thể ngài ngài tạo ba la mật cái về cái phương diện đó được đó. Thường thường đó là mấy cái xứ khác ngài cũng có tới, ngài cũng có đầu thai lên chứ không phải không, nhưng mà thường thường tại xứ Ấn Độ nó nhiều, tại Ấn Độ đa số là nơi tập trung của một số cái loại mà nghĩa là mình gọi là tôn giáo đó ha. Nói tôn giáo thì nó không đúng, nghĩa là những cái bậc mà triết gia triết học nó nhiều mà nó liên hệ tới cái ba pháp ba la mật nào ngài mà đang 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 tạo đó thì ngài mới sanh về đó, chứ còn không ngài vẫn sanh làm kỹ làm dựng ngăn đỡ chơi những ở chỗ khác chứ đâu có ấy đâu. Nhưng mà thường nó trong kinh điển đề cập tới trung mình
mình dịch bây giờ mình nói là Ấn Độ chứ chắc gì là cái xứ Ấn Độ giờ, bây giờ nó có thể là cái xứ khác, nhưng mà nó có những cái điều kiện giống như cái xứ Ấn Độ bây giờ. Ấn Độ giờ giống như mình, giờ mình đi học đi, mình giỏi tiếng Anh, mình đi học tốt nghiệp, những cái gì liên quan tới Anh ngữ thì mình vẫn thích ở cái xứ nào nó nói tiếng Anh hơn là mình mình đi qua Tàu chứ, thấy không? Thì ngày các ngày cũng vậy, ngày Tàu Ba La Mật vậy, phương diện nào là trong lúc nào ngày Tàu cái Ba La Mật loại nào nó phải thích hợp với những cái hoàn cảnh đó, có khi là cũng phải sanh làm thú, làm khỉ rồi này kia xong. Mà làm khỉ thì ở cũng nhiều chỗ, nhiều khi ngày cũng qua ngày ở bên Amazon rồi, đâu phải là Ấn Độ đâu, nhưng mà tại vì một số cái điều mình học đó, 100 năm cái bài kinh nghe là nói vào khoảng 500 cái kiếp của ngài đó, thì thường thường đa số phần đông Ấn Độ là tại vì nó liên quan tới những cái Ba La Mật mà ngài đang tạo. Chứ ngày cũng vẫn ở chỗ khác, chứ vẫn đi lên đi xuống mà cõi sáu đường, nhưng đều không có đi sâu quá hoặc không đi lên cao quá mà thôi chứ. Nam mô Bích Thầy giá. À, xa thốt, dạ, kính thưa Thượng Tọa Lễ Tông. À, quý vị dân hoa cúng dường đến Thượng Tọa với quý vị. À, để trở lại cái vấn đề mà còn xứ sở, còn thấy trong kinh Tứ Niệm Xứ đó thôi chứ. Có cái câu mà Đức Phật thuyết về ê căn sáng ma dân phá cao hòa cú ru xuống, thì Đức Phật nói về cái xứ cú ru này, xứ cú ru này thì nó có cái gì đặc biệt, tại sao Đức Phật lại thuyết ở kinh Tứ Niệm Xứ cho cái xứ đó, người dân xứ đó thôi, cái đặc biệt chỗ nào, và cái xứ này nó có một cái nhân duyên với Đức Phật trong tiền kiếp hay không, mà sao Đức Phật lại tới đó ngài thuyết rất là kỹ lưỡng về cái kinh Đại Niệm Xứ, trong khi đó những cái xứ khác thì Đức Phật chỉ thuyết rất là ngắn gọn thôi. Dạ, con cùng thỉnh sư Quan Nghĩ giải thích này nè. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị. Chúng tôi có đọc trong sự giải thấy nói là cái dân xứ đó là nó ở cái gì đó, cái châu lục gì bên kia đó, nó đầu thai xuống. Thành ra cái khả năng về phương diện đó nó có nhiều hơn cho mình ở cái trong mù thơ quý rồi cái thơ quy bạ rồi cái xứ Cù Rú, nó cũng là một trong bốn cái châu quay xung quanh cái núi Tu Di này nè. Thì theo sơ giải thì họ nói cái dân ở đó là nó từ trên đó nó xuống. Thành ra nó có một số cái liên hệ trong đời quá khứ mà liên quan tới những cái pháp hành mà thiện như vậy đó. Thành ra ngày tới ngày ấy mà có cái lạ quý vị thấy không, ngày thứ cái bài kinh đó mà không có ma nào đắc hết đó, nó lạ hết đó. Chứ đâu phải là nghe thuyết là đắc liền, còn mấy cái bài kinh khác từ ngày thuyết là bây giờ cũng có người đắc, nhưng mà cái bài kinh đó thuyết cho cái dân Cù Rú hay là bài kinh Kalama mà thuyết cho cái dân ở chỗ đó là chỗ gì cũng đâu ai đắc đâu. Thành ra đâu phải gặp được Đức Phật là có lợi đâu, dâu ra ngày thiếu bài kinh nghe là thuộc loại mà cốt lõi đó. Nhưng mà rồi vẫn phải từ từ hết, không phải dựa vào số cái điều kiện Ba La Mật khác thôi. Còn cái này cái cộng nghiệp của họ là họ từ nơi đó xuống, mà có lẽ kiếp trước ngày họ cũng có tạo duyên nghiệp về với ngài về những cái loại kinh như vậy, những loại bài thuyết như vậy. Mà mấy cái đó thường mình ít có ai mà đề cập tới lắm, thường ít ra đề cập, cũng biết lâu lâu tìm tòi đọc sơ thấy xong sơ giải rồi giải thích vậy thì mình cứ nghe đó là thôi, chứ còn đừng nên tin nhiều quá không có nên. Nam mô ra vậy. À, xa thứ, dạ, kính trời từ Phật Lê Tông. À, con có thời kỳ con đi qua Ấn Độ, đi bốn chỗ động tâm thì con có đến cái xứ Cú Lu này. À, được nghe nói là được biết cái xứ Cú Lu này nó gần ở New Delhi thôi. À, thì khi mà đến đó thì mấy vị sư đưa lên cái chỗ ngọn đồi mà lúc Đức Phật thuyết về kinh Đại Niệm Xứ này, kinh Tứ Niệm Xứ này. Thì con thấy là từ cái xứ Cú Lu này chỗ này mà đi qua tới Nepal rồi nó xa khủng khiếp luôn. Thì không hiểu là tại sao Đức Phật từ Nepal mà ngài đi bộ qua tới xứ Cú Lu này ngài thuyết, hay là ngài dùng thần thông thôi, hay là dùng thần thông ngài đi qua, thì vấn đề này con cũng thỉnh sư giải thích ạ. Nam mô Bích Thà, dạ kinh bạch
Chư Tôn thì dạ đưa chư quý vị. Ngài đi thuyết pháp, ngài ít có khi dùng thần thông lắm, nhưng mà có lẽ là đi từ 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 cũng lâu hơn, đi cả mấy năm chứ đâu ít. Bởi trong 45 năm mà thuyết pháp của ngài, ngài đi từ Bắc với Nam, từ Đông qua Tây mà. Chứ chắc thường thường là Đức Phật là không bao giờ ngài dùng thần thông ngoài trừ những trường hợp đặc biệt mà thôi, ngài mới dùng. Nghĩa là mà ngài dùng là không phải để ngài đi tới, mà ngài dùng để thành một cái niêm mít để cho cái người đó họ nhận dạng là ngài, ngài thuyết pháp vậy thôi. Ngài thuyết pháp qua cái thần thông của ngài, chứ ngài không có thuyết pháp giống như mà một số đa số thời ngài tới nơi ngài đứng đó. Thành ra nhiều khi hồi xưa ngài cũng có đi Việt Nam chừng, nhưng mà không ai đắc, không ai biết gì hết, thành ra người ta không đề cập tới thôi. Thành ra có những cái mà nó rất là kêu bằng mình nói là rất là quyền bí, kỳ bí, thành ra mình cũng biết đường đâu mà ấy. Mà thường thường trong chú giải thì thường họ giải thích về kinh điển nhiều hơn là giải thích những cái chuyện đó. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ, xa thôi, kính thưa được lỗi đâu. Thì trong vấn đề này hồi xưa con có nói chuyện với một số vị nói về cái sự xa, đi xa như vậy đó. Thì người ta nói không có đâu, rồi đó Đức Phật to gấp mấy lần người thường mình. Người ta nói dấu chân Đức Phật to gấp 4-5 lần người thường. Thì cái chuyện này không biết người ta dựa vào đâu người ta có thể xác định được. Người ta nói là cái bát Đức Phật cũng rất là to. Thì theo sư kinh nghiệm sư đi qua nhiều nước, sư có thấy được cái vấn đề này nó như thế nào? Là con cũng tỉnh sư quan nghĩ cho Phật tử được biết theo. Mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái y đó mình dựa vào cái ông sư để mình biết cái ngài cao cỡ nào. Thường thường cái ông sư đó, cái ông sư đó là hai thức hai đó là tối đa rồi. Nhưng mà có một số cái loại y thì chúng tôi thấy bán là tới 2 thức rưỡi. Rồi chúng tôi kỳ đó có hỏi người bán có cái y nào lớn hơn cái nào, dài hơn không? Họ nói không, cái này là maximum theo lực của trong đó là đó. Bởi vì cái y này chỉ có ngài Ananda hoặc một vài cái vị nữa mặc thôi, chứ còn cái y lớn hơn cái này thì lớn hơn không bao nhiêu đó, thì có Đức Phật. Thì họ chỉ nói thôi, là mình có thể mình đoán theo những người mà cao nhất bây giờ chắc là ngài cũng khoảng 2 thức rưỡi là nhiều, 2 rưỡi, 2 thức 7 là nhiều, chứ đâu có cao hơn nữa, thấy không? Nếu mà cao nữa ngày cái y phải lớn chứ, nhưng mà cái y nó không lớn. Cái y mà lớn nhất từ nó bán là 2 thức rưỡi là nhiều, mà họ còn nói là không được quá cái đó, tại vì theo luật không được quá là họ cũng không có làm để bán là vậy đó. Thì cái ngày chắc cũng cỡ đó thôi chứ không có lớn lắm. Mà nếu mà nói thật sự vào thời đó có thể con người ta lớn con, nhưng mà lớn con quá cũng được. Huynh cứ nghĩ như vậy đi, thường người ta làm gì người ta cũng vẽ Đức Phật đi đứng như đều có hào quang, cái chuyện đó là nó không có đúng sự thật. Người nào dễ đức tin, một số loại có đức tin thì ngài mới có cái những cái niêm mít gì vậy, cái nghĩa là thấy có hào quang chứ. Còn bình thường đó, ngài vô trong cái rò rèn này ấy, hay là có ông vua gì mà ông tự cạo đầu rồi ông xin ông tu xong đi kiếm ngài này kia, ông xong nó gặp ngài nói chuyện rồi mới biết ngài, chứ làm sao biết được, thấy không? Bởi vì cái người mà không tin mà thấy ông này mà quá cao thì họ chứ bỏ chạy chứ làm sao ngoài đổ ai được. Chắc thì không cao là còn lớn chút, giống thời bây giờ lâu lâu cũng có ngoài ngoài ông cao rồi. Vậy thôi, chứ còn cao quá thì chắc chúng tôi nghĩ nó không có không make sense đâu ha. Còn nếu mà nói mà đi đâu cũng có hào quang thì thôi, chứ người ta bỏ chạy do đó người ta tới thọ đạo à. Thì người nào người ta có cái tư tưởng về ta mới đứng lên, người ta tò mò ta nhìn thôi. Chứ giống như huynh bây giờ đó, đi qua nghĩa địa có sợ không? Coi địa thấy hào quang sợ không? Thấy không? Chứ nghĩa là rung lọc cặp đi nó chả. Nó mồ với thai nhá. À, xa thối, à, kính vô được tự tâm. À, sự giải thích vậy cũng rất là make sense, dựa theo căn cứ, theo luật như thế kia thì chúng ta cũng thấy có cái sự hợp lý trong đó. Chứ một số người nói Đức Phật cao gấp 3, gấp 4 là người thường, mà cái bình bát cũng gấp mấy lần. Thì con thấy cái đề này nó cũng hơi lạ lạ cho đó.
À, thì để trở lại cái vấn đề mà trong cái kinh Tứ Niệm Xứ, tại sao Đức Phật thuyết cho những người dân Kuru mà lại Đức Phật lại dùng cái chữ Bhikkhu? Cái chữ Bhikkhu này có một số vị nó nói là cái này là chỉ dùng cho những vị mà xuất gia tỳ khưu thôi, mà tại sao là riêng người dân Kuru là Đức Phật dùng cái chữ Bhikkhu? À, đây là cái vấn đề mà cần phải được giải thích. Một số vị người ta cho đó là Đức Phật muốn nới rộng cái ý nghĩa cái tỳ khưu ra là như vậy. Và con cũng thỉnh sự Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Cái chữ phí khu nó có tới ba bốn nghĩa rồi, nhưng mà cái nghĩa ngài dùng từ lúc đầu hoặc lâu lên từ những cái nơi khác, đôi khi không phải là nhà sư. Thí dụ như bài kinh đầu tiên thì ngài đâu có ai tu đâu mà tỳ khu, nhưng mà ngài vẫn dùng cái danh từ phí khu như thế. Thì chữ phí khu trong những trường hợp này chú giải thích là cái nghĩa của nó là thì thấy được cái sự đáng sợ của sinh tử và luân hồi. Thì khi cái người nào mà tới mà lúc đó giàu chưa tu đi nữa mà tới với cái tư tưởng như vậy đó, là sinh học Phật pháp hay là sinh hành pháp này kem sùm đó, thì trong kinh điển gọi cái vị là tỳ khưu. Còn cái tỳ khưu mà giống như kêu mấy phàm nhân như chúng tôi là tỳ khưu, là người nghĩa là ăn xin, nói trắng vậy đó, người đi trì bình có giới. À, trong Bali nó dịch cái chữ đó, kiểu cái cụ là người đi xin có giới. Ừ, phải có giới mới được mới gọi là cái cụ, tức là tu được thọ giới đàng hoàng. Còn những cái người mà nghe những cái bài kinh như vậy đó là người thấy rõ sự nguy hiểm của sự sanh tử và cái sự luân hồi đó, thì cũng được gọi là tỳ khưu đó. Nó có tới bốn năm nghĩa gì đó, nhưng mà chúng tôi nhớ hai cái nghĩa chính của nó là vậy. So với phần đông tỳ khưu là người đi xin có giới. Còn những trường hợp đặc biệt như bài kinh đầu tiên ngày dạy ra nè, hay là bài kinh Tứ Năng Xứ, hay một số cái bệnh kiện khác đó, thì cái tỳ khưu được gọi là người thấy rõ sự nguy hiểm của luân hồi, sự sanh tử, sự nguy hiểm của luân hồi, người ta thấy rõ cái đó, ghê sợ cái đó. Nằm một cái thầy vậy. À, xa thôi, à, kiểm tra nghe mình bảo cái bông. À, như vậy là chúng ta được hiểu thêm một số cái ý nghĩa về cái chữ Bhikkhu, để làm sáng tỏ vấn đề của những cái bài kinh mà Đức Phật dùng chữ Bhikkhu cho những người mà bình thường không phải là một vị xuất gia. À, đó là như vậy. Thì trong cái kinh Tứ Niệm Xứ thì có cái câu mà ê cá giá nô a dăng phích khá quê mắc gồ sách ta năng quý xuất thí già. À, thì cái chữ ê cá giá nô a dăng này thì là con đường duy nhất. À, thì ngài có một số vị như ngài ở trên Brahm thì ngài không công nhận cái câu này đúng. Ngài nói con đường duy nhất là phải là Bát Chánh Đạo chứ không phải là Tứ Niệm Xứ. À, thì không biết là theo như sư thì cái chữ này mình nên hiểu như thế nào, hay là mình hiểu là Tứ Niệm Xứ là nó nằm trong một phần của Bát Chánh Đạo, hay là Tứ Niệm Xứ là con đường để đi đến Bát Chánh Đạo. À, theo cái câu Pali như vậy con cũng tính sự. Mô Bích Tha kinh bạch chư tôn hiền, dạ kinh thưa chư quý vị. Theo chú giải giải thích thì chữ Ekeno đoạn đường của một người đi dành cho một người mà thôi. À, và con người đó đó là Đức Phật. Cái thứ hai đó là cho những cái người mà đi để ra khỏi luân hồi. Chứ mà chúng tôi nó có bốn năm nghĩa rồi, nhưng mà chúng tôi thì dịch là Ekeno, tức là còn được dẫn tới mục tiêu duy nhất, đó, mục tiêu duy nhất. Chữ chữ chúng tôi thường hay dịch này là con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất. Còn có nhiều người không đồng ý chỗ đó không có đúng, bởi vì nhiều khi Đức Phật nói chỉ một chi hai chi trong trong Bát Thánh Đạo thôi, đối với cái cá nhân người đó thì cũng được gọi là ê ca giá nô như thường. Thì cái chữ ê ca nô này đó được được dùng trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, tức là đầu đường và cuối đường là Bát Thánh Đạo. Thì đầu đường đó ngài nêu lên ba cái chi là nằm trong Bát Thánh Đạo, tức là Atabi Sampachano Satima đó, hay rõ ràng tức là nó, bởi vì trong cái con đường đó đó bắt đầu đi từ đầu cho tới đi thất giác chi đó thì nó không bao giờ nó đủ, không bao giờ đủ tám chi đó.
nó chỉ có bát thánh đạo mới đủ tám chi. Thành ra thường khi mà nói tới bát thánh đạo đó thì Đức Phật không có dùng Ekayano mà ngài dùng là Machima và Thị Bà Tha ngăn, tức là con đường trung đạo. Đường trung đạo mà nhớ đường trung đạo đây không có nghĩa là đi giữa đường, không có đi bên phải, đi không đi bên trái, đi giữa đường, đường trung đạo không phải. Đường trung đạo đây là con đường đi ra, nó là thiện pháp nhưng mà thiện pháp để đi ra. Còn nó ở trong hiệp thế đó thì nó cũng có tám chi đó, nhưng mà con đường không phải là con đường đi ra mà vẫn là con đường đi luân hồi như thường. Còn mấy cái chi mà nó nằm ở 12 tấm bậc thiện thì nó luân hồi xuống dưới. Còn mấy cái chi đó mà nó nằm ở ấy thì luân hồi đi lên, tức là cõi nhân thiên, cõi sắc giới vô sắc giới. Nhưng mà khi mà được gọi là con đường trung đạo là con đường đi ra, tức là tám cái chi đó nó phải nằm trong thánh đạo mà thôi, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo mà thôi, chứ nó nằm chỗ khác không thì không thể gọi là con đường trung đạo được. Mình phải phân biệt những cái từ ngữ Đức Phật dạy khác nhau vậy đó. Thì cái con đường duy nhất này cũng vậy, chú giải dịch là con đường duy nhất. Một số cái vị học giả đó, thì họ không đồng ý, họ nói này nó nói chứ chúng tôi thì không phải học giả, rồi chúng tôi thấy cái đó nó đúng chứ không có gì sai, là tùy theo cái cá nhân người đó mà ngài dùng bao nhiêu chi. Mà nhớ vậy đó, ăn nhiều khi ngài dùng chỉ có một hai chi à, ăn hai chi là gì, sợ thì sống ở tranh giá là hai chi thôi, vẫn đại diện cho con đường trung đạo hay là con đường duy nhất được như thường. Bởi vì mình không bắt đầu từ hai chi đó thì mình đâu đi đâu được, thấy không? Thành là chuyện bình thường thôi. Nam mô Bổn Thầy giá. À, xa thú xa thú. À, kính trên đường Thượng Lưu Tông. Không biết còn giờ không quý vị? À, còn bao nhiêu phút nữa hay cái gì cho sư Lưu Tông nghỉ? Ồ, còn giờ dữ hả? À, con cũng thỉnh sư nghĩ tiếp cái vấn đề như nãy sư nói về Atavi Sambacchano Satima đó. Tức là tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Thì tại sao không là chánh niệm, tinh cần, tỉnh giác, mà sao không là tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, mà không đảo ngược lên cái vế này, mà tại sao bắt buộc phải là Atavi Sambacchano Satima? Thì vấn đề này con cũng thỉnh sư quan nghĩ giải thích về cái chi tiết này và cách sử dụng nó như thế nào. Ví dụ như mình nói về hành tứ niệm xứ thì cái Atavi phải hành sao, cái Satima hay sao, và cái Sambacchano phải hành sao, hay là ba cái này nó có một cái sự mà liên tục là hỗ tương lẫn nhau. À, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư tôn hiền và kính thưa chư vị. Nếu mà có sống Sambacchano thì nó phải năm chi đó, nhưng mà Đức Phật nói tới ba. Tại sao? Cái chi đầu tiên mình bước vô cái pháp hành, cái quan trọng nhất là cái tinh cần, cái sự tinh tấn đó. Tinh tấn để làm gì? Quý vị coi trong tứ chánh cần biểu tinh tấn để làm gì? Tinh tấn để ngăn ngừa ác pháp, tinh tấn để tiêu diệt ác pháp. Tinh tấn để làm gì? Để duy trì thiện pháp và làm cho chưa phát sanh, làm cho phát sanh, mà phát sanh rồi phải duy trì của nó cho nó có khả năng nó tiến lên. Thành ra khi mà làm hai cái chi đầu được rồi thì bắt đầu chi thứ ba, tức là làm cho thiện pháp phát sanh, thì lúc đó cái xà tị với cái sập bạch chân giá nó mới có cơ hội nó phát sanh. Thành ra nếu mà không có tinh cần mà làm bốn cái việc đó thì làm sao mà có cái chuyện mà xà tị phát sanh được đó. Bởi vậy nên nhớ cái tinh tấn đâu phải là mình không thể gọi chánh tinh tấn, bởi thường nói tới chánh là nó phải nằm tuốt lên cao kia, nhưng mà cái chỗ đó là cái sự tinh cần đó là để là bốn cái việc rất là quan trọng, nó ngăn ngừa những cái thằng cha ác mà nó giúp cho cái thằng cha thiện có cơ hội, thì khi thằng cha thiện nó có cơ hội thì mới có xà tị với sẩm bạch sanh giá được. Là một cái thời gian à, xà thú xà thú. À, kính thưa anh sư. À, nhưng mà trong cái thức giác chi thì nó lại khác luôn sư. Vấn đề này mình phải nên hiểu sao sư. À, trong thức giác chi thì giờ niệm trạch tấn hỷ khinh định xả, thì giờ niệm trước rồi mới tới là Sambacchano, rồi mới tới là Atavi. Thì vấn đề này con cũng định chưa qua nghĩ là giải thích nó có cái sự khác biệt như vậy ra sao. Dạ, kính thưa. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Từ thật từ nghĩa là ngũ quyền ngũ lực cái gì đi nữa đó, sở dĩ mà nó
nó có thứ tự là nói theo ngôn ngữ và nói theo nhân phạm mà thôi, chứ mấy cái chi đó là nó đi cùng trong một cái tâm, chứ làm sao nó đi hai ba tâm được, thấy không? Một tâm nó phát sanh, tâm thiện nó phát sanh là nó có đầy đủ rồi đó. Nhưng mà tại vì nó làm cái nhiệm vụ nó, thành ra mình mới nói. Ví dụ như bây giờ, ví dụ mình nói, ví dụ như có tám ông đi ăn trộm đi, thì nếu mà nó chưa bắt đầu ăn trộm thì nó còn thằng cha này nó nhìn chỗ này, nó canh chỗ nọ để nó ấy cái gì chứ. Nhưng mà tới chừng mà khiêng vô, bắt đầu khiêng đẩy tủ thì phải tám lần chúng nhau khiêng chứ. Chứ đàn khiêng gì nổi, tu sắc mà, phải không? Nên ra từ đầu thì nó phải có nhiệm vụ nó làm, đứa rình, đứa canh gì ông chùm đó. Nhưng mà nó vẫn ở chung một cái tâm, một sách na tâm mà thôi. Nhưng mà cái theo ngữ, theo cách nói hoặc theo một số chuyện khác nữa, thành ra mới kể từ đầu. Chứ còn bây giờ mình nói không ai có khả năng mà nói lần tài tám chi trong một sách na, thì cái đó là mình nói theo thực tính pháp được. Chứ mình mở miệng đâu mình nói một chữ đâu mà có đủ 7-8 chuyện đâu có được, phải không? Nam mô Bích Thà giá. À, xà thú, dạ, kính trân được Phật Thế Tôn, dạ, rất tuyệt vời, dạ, nói như dạ, trả lời câu, dạ, rất là tuyệt vời, dạ, xà thú, dạ, thì thưa sư, trong cái câu mà Đức Phật nói về tứ niệm xứ để mà hành về cái chánh niệm, nó sẽ vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ u, thì cái vượt khỏi sầu bi và diệt trừ khổ u này mình phải nên hiểu như thế nào, thưa sư? Tại sao ngài không nói và diệt trừ sầu bi mà đoạn tận khổ u, mà ngài nói là vượt khỏi sầu bi diệt trừ khổ u. Dạ, con cùng thánh sư Quan Hệ giải thích thêm cái cho sâu sắc về này. Dạ, mô Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Tại vì hai cái tâm sở mà quan trọng là phải từng diệt nó đó, tức là tâm sở tham với tâm sở sân. Mà diệt được tâm sở sân thì là tam quả, mà diệt được tâm sở tham đó là tứ thánh quả, nghe không? Thành ra mình nói theo tùy theo cái năng lực của cái đạo, mà nói theo thành cái ngôn ngữ nó có một cái chỗ để nó nhấn mạnh cho mình hiểu cái chuyện đó, chứ không phải không. Bởi vì có những cái pháp mà mình ở ngoài, nếu mình không học về thực tính pháp thì mình thấy ô cái sân nó cứ bộ nó dữ dằn đồ này kia, em xùm cái tham này nó làm đầm đầy đầy, nó không có gì dữ dằn. Nhưng mà nhớ nó cái thằng cha sân nó dữ dằn, nó trần tới trần lui, chứ đá nó dễ ngã dễ té lắm. Phải tam đạo là đá nó cái bục được rồi, nhưng mà còn cái thằng tham kia phải đi tới anh tên cào kìa. Nó thành ra khi nào mà những cái danh từ mà dùng đó, dùng Bali thì mình thấy nó khác biệt hơn một số chuyện. Nhưng mà khi mà dịch, nhiều khi mình dịch nó không có chính xác bằng cái nghĩa của Bali nha. Nhưng mà thành ra đôi khi mà trong những cái mình tưởng đâu nó ngược chứ không phải, với ngôn ngữ thì dùng mà dịch ra cũng vậy, mình tưởng nó ngược chứ không phải, dựa vào theo một số điều kiện của thực tính pháp mà những nghĩa là năm cái tâm mà nó đi theo lên tới đó là nó có những vụ nó làm. Nhưng mà khi mà nó làm thì lúc đó nó còn rời rạc, nhưng mà lên tới kia thì nó phải đủ tám anh rồi. Mà tám anh đâu phải nó làm nhiệm vụ riêng, nên nhớ tám anh ở trên nó làm một nhiệm vụ mà thôi. Tức là nó ở trong cái tâm sơ đạo thì nó chỉ làm có một chuyện mà thôi, là nó đè nó cắt cổ thằng Tà Kiến với thằng Si Hoài Nghi mà thôi, chứ nó không làm gì cả, đè nó cắt cổ hàng đó thôi. Thành ra tùy theo cái cách đó người ta có thể người ta dịch. Các nhà mà dịch thực á, người ta dựa theo một số cái chuyện người ta để dịch, để cho mình thấy nó cái tầm quan trọng của những cái thứ tự của pháp hành ha. Thứ tự pháp hành chứ không phải là người ta không có cái chủ ý gì đâu, nhưng mà tại vì mình không có rành những ngôn ngữ, thứ hai là mình hành chưa tới là mình không thấy nó quan trọng. Thành ra Đức Phật nhiều khi để mấy cái lời dạy ngài, nhiều khi có người ngài dạy rất là ngắn tắt, nhưng mà bao hàm đầy đủ những cái chi mà rất là quan trọng trong cái việc mà hành thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà cũng có khi là ngài nói đầy đủ, đó là tùy theo cái điều kiện về tiền nghiệp, điều kiện về pháp học pháp hành của cái gì đó nữa. Nam mô Bích Thà giá.
Xà thú, kính trường thượng tọa Lương Tông. Thì trong cái vấn đề mà niệm là để mục đích là để diệt trừ tham ô ở đời này đó, thì bây giờ một người mà như phàm phu như mình, như con như vậy các Phật tử, thì giờ mình làm thế nào để mình có được cái niệm trong suốt một một ngày được, thì trước sau gì đó cũng phải xen kẽ thiện bất thiện, thiện bất thiện, thì như vậy làm sao mình có được một cái phương pháp nào mà có thể mình giữ được cho cái tâm mình niệm liên tục như vậy được. Con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích là cái một người mà đi hành thiền về trong cái đường thiền có thể làm được điều đó không ạ, có thể mà mở mắt ra là giữ được chánh niệm, đi đứng nằm ngồi hết vô thở ra bất cứ gì cũng giữ được cái tâm mình ở thiện pháp được không ạ? Con cũng thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư Tôn Huyền, dạ kính thưa chư quý vị, chuyện đó không thể xảy ra. Nghe cái bậc thánh cũng vậy, không bao giờ mà có niệm 100% đâu. Nhớ nghe cái bậc thánh đó, không? Mình chúng tôi nói là chúng ta dựa vào di diệu pháp, dựa vào kinh điển nói chứ không ấy. Bậc tứ thánh quả ngoại trừ Đức Phật mà thôi, bậc tứ thánh quả vẫn có cơ hội là không có niệm như thường, đó là lúc ngài cười đó, ngài cười với cái tâm hạ sĩ tục ba đá đó, lúc đó ngài có niệm đâu, thấy không? Nó đâu có niệm đâu. Thì ra anh nói gì tới mình đó, chớ là chưa kể những tâm quả vô nhân nha. Bây giờ mình nói cái tâm mà nó làm cái việc động tốc đó, ngàn ngày nó của cái bậc tứ thánh quả đó, ngài vẫn cười với cái tâm không có niệm như thường. Thành ra mình đừng có mình làm được chuyện đó. Đó cái do tại sao mà mình phải hành cái tứ thánh cần cho nó thuần thục là vậy đó, để cho khi nào cái ác pháp nó vừa nhìn thấy thì nó giúp cho cái ác pháp nó mất trong một số ít cái lộ trình tâm. Bởi bốn tay là cả ngàn cái sanh na, cả một một ngàn tỷ cái sanh na nó sanh diệt như vậy đó. Thành ra nếu mà cái tinh tấn không mạnh thì nó là một cái là ba bốn cái bốn tay là mình biết mình có bao nhiêu cái lộ trình tâm mà thất niệm rồi, thấy không? Nó thành ra cái muốn làm đó là phải cái sự tinh cái pháp tinh tấn của mình là phải mạnh ghê lắm. Nó mạnh trong cái việc mà ngăn ngừa ác pháp, mạnh trong cái việc mà ác pháp xuất hiện là phải diệt được, thì cái đó mới nó giúp cho cái niệm. Mà khi nó giúp cho cái niệm, cái niệm mà nó có năng lực rồi đó, thì cái lúc đó đó cái trí tuệ nó mới phát sanh. Thành ra đa số chúng ta đó, nó phải nó mình vô mình trong trường thiền mà nó mình hành thiền chẳng phải mình chỉ tập niệm mà thôi, tập niệm để cho nó có năng lực, tập tinh tấn để cho một số cái điều kiện về ác pháp nó không có khả năng để nó phát sanh. Nhưng mà thường mình nếu mà mấy trường thiền nó vô đây tập niệm thì không ai thèm tới, nó phải nó tập thiền chứ không phải thực sự là chỉ có tập niệm mà thôi. Ngay cả những người mà chưa học chưa hết cũng vô trường thiền rồi cũng đi đứng nằm ngồi, người ta là tưởng nó mình thiền á, niệm mà chưa có đó, nó chỉ tập niệm mà thôi. Mình nên nhớ đó là đừng có buồn vậy đó, mình nhiều khi mình thất niệm hoài cũng đừng buồn đó, cái đó là cái chuyện đương nhiên của phàm phu. Như mình đang vô văn phàm phu là phải vậy rồi, mình có tới 12 cái tâm bất thiện mà trong khi đó mình đã có 8 tâm đại thiện thôi, mà trong 8 tâm đại thiện thì nó phát sanh mà thôi chỉ có 4 tâm phía sau đó đó, 4 tâm phía sau mà còn phải là thọ xả mà hỗ trợ nó chứ được vô chợ thì đỡ, chứ này là hữu chợ chứ không phải mình tưởng mình ngon chứ thật sự không có ngon gì đó. Mỗi ngày mình tạo ác pháp rất nhiều, tại vì cái niệm của mình nó chưa đủ cái năng lực, mà cái tinh cần của mình nó cũng chưa có đúng mức. Đúng mức thì mình giúp cho nó bớt thôi, chứ còn nói mà mình có niệm từ sáng tới chiều hả, nó chơi thôi chứ chỉ có Đức Phật mới làm được thôi quý vị. Thưa Nam mô với tài giác. Xa đúng, kính trời được tự tâm. Quả thật chuyện là impossible, chuyện không thể xảy ra. Nhưng mà tại sao xưa nó có những cái câu chuyện, mấy 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 anh Tàu anh nó có câu chuyện là ông đó, ông tu thiền cái ông để hai cái thúng gạo, hai thúng đậu, bên đậu trắng đậu đen. Từ 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 ông nghe mỗi lần ông
khởi thiện pháp là ông bắt cái đậu trắng đậu đen, được bắt đậu đen rồi tới mức độ mà đậu đen ông hết luôn mà ông chỉ còn cái đậu trắng là ông thành tựu được, là ông còn đậu trắng không thì điều này không biết vấn đề này như thế nào. Họ nói là luyện về tâm không, tức là tâm mình tới mức độ mà nó không rồi thì nó không còn có những pháp bất thiện nữa. Thì theo như sư, vấn đề luyện về tâm không nó có hiệu quả mà. Dạ con cũng đánh sư. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Luyện cái đó nó không có hiệu quả là tạo thì nó nói trời chỉ vui vậy chứ chạch mà. Quý vị không muốn cho nó không có ác pháp là quý vị phải đắc đắc tứ thánh quả chứ còn không nói gì nào khác hết đó. Cho tới khi nào mà quý vị chưa là bậc tứ thánh quả rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị không có cơ hội nữa rồi. Quý vị nên nhớ là theo chú giải của bác Kinh Pháp đó, nói rõ ràng đó, tại sao mà có vụ 5.000 năm đó, 1.000 năm đầu thì có bậc A La Hán tứ vô ngày giải tứ này tứ nọ đó này kia vô mấy lục thông gì đó, nhưng ngày năm thứ hai chỉ còn có sục khảo với bạch sa cả A La Hán mà thôi. Ngày năm thứ ba thì tam quả, ngày năm thứ tư còn tu đà hàm, ngày năm thứ năm thì còn cái bậc sơ quả mà thôi. Thành ra bây giờ là không có khả năng mà để đắc tư thanh quả rồi theo chú giải đâu. Đó, thành ra bây giờ mình nhiều lắm rồi mình cũng chỉ có tam quả mà chưa chắc. Muốn tam quả là ít nhất cũng phải vô rừng đồ này kia ngồi đêm diêm mũi cắn cũng không biết ngứa này kia may ra, chứ còn mình bây giờ mình vô đó mà mình thấy đĩa là mình sợ rồi, thấy mấy con dắt là thấy rùng rợn rồi đâu nước mắt rồi rỡ đó mà, rồi đắt này đắt nọ. Cái basic nhất là mình tập niệm, tập thế nào để cho cái niệm mình mạnh, tập thế nào để cái sự tinh tấn mình nó làm việc một cách tương đối hoàn hảo, rồi làm thế nào để trí tuệ phát sanh. Bởi vì cái Atavi Sambachano Satima đó mà nó chưa có năng lực thì không thể nào mà làm được việc gì khác đó. Mình muốn làm được việc gì thì ba cái đó nó phải có năng lực trước cái đã. Nam mô Bố Thầy. Dạ xa thứ xa thứ. Dạ kính chào nghe từ tập luyện tập. Thì trong cái vấn đề mà tu về mà lễ đắc được thánh quả thôi, bây giờ mình giờ chỉ cần đắc tu đầu quần trước chắc cứu, nhưng mà giờ làm cách nào, thời buổi giờ mình làm cách nào để mình có thể thành tựu được cái đần thánh đầu tiên trong những kiếp sống này thôi, mình có thể làm được hay không ạ? Dạ con cũng thỉnh sư có phương pháp nào để mà mình có thể mình sử dụng trong cái đời sống hiện tại mà nó đầy thứ vật chất mà còn điện tử đủ thứ, bây giờ làm sao mình có thể mà ứng dụng được trong cái đời sống này, nhất là cư sĩ có thể thành tựu được cái tu đồ quần thôi. Con thấy thành tựu được tu đồ quần sao là khỏe, tức là mình khỏi rơi vô bốn đường ác đạo là chắc cứu nhất. Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bố Thầy, kinh bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Đi ra tìm thầy bói coi coi mình là người gì, là người tam nhân hay nhị nhân. Nếu mà ông thầy bói ông phán mình là người nhị nhân thì khoan hy vọng á. Không có hy vọng vậy đó. Ngay cái người tam nhân vẫn phải xét lại như thường, chứ đừng nói mà mình được là người nhị nhân cũng là dễ sợ thì ở đó, thì làm sao mà tính cái chuyện mà sơ quả nhị quả gì. Bây giờ ráng cái gì nó mới nói cho 84.000 bài pháp của Đức Phật để lại, ráng học cho nhiều đi để mai ra kiếp sau thành làm người tam nhân thì còn có thể gặp được bậc thánh. Bởi vì bậc thánh còn thấy 2.000 mấy trăm năm nữa nó mới hết bậc thánh thì nghĩa là mình vẫn có khả năng như thường. Chứ còn nếu mà bây giờ mình cứ lo rồi kiếp sau mình lại sanh làm người nhị nhân rồi cái nguyện gặp Phật, nguyện Phật cũng sanh làm người nhị nhân hoặc người lạc vô nhân hoặc nhiều khi sẽ làm trùng làm dế đứng ngó được Phật đi ngang thì thôi, chứ làm gì vậy. Còn hơn lắm là xin chụp hình với ngài đưa lên Facebook đồ khoe chơi thì được, chứ cái căn bản không, mình không chịu học. Cái căn bản là cái thiện pháp mình ráng mình tạo cho nhiều để làm gì, để ít nhất là mình trở thành người tam nhân cái đã. Lúc nào mình chưa thành người tam nhân thì đừng có hy vọng đậu quả gì hết á. Nghĩ chơi cho vui, chứ cũng giống như là mình muốn trúng lottery mà 2 tỷ cái vé 2 tỷ rồi đó. Thì cái vé 2 tỷ mà giờ mình đầu tư hoài cho tới khi nào ấy. Thay vì mình rồi giờ
mình để dành tiền mình tạo thiện pháp thì nhiều thì cái thời tiện nó dễ kiếm hơn là cái chuyện chờ lo tới đi tới ấy thì cũng vậy đó. Mình không học mà bây giờ mà giàu mình có gặp Phật pháp giờ mình có học mình có vô được thiền nữa, nhưng mà nên nhớ là mình nếu mình là người nhị nhân đó là bảo đảm không có đường nào đó, chỉ là gieo duyên cho kiếp sau mà thôi đó. Nhưng mà vẫn gieo duyên kiếp sau vẫn tốt hơn là cái sao vẫn tiếp tục làm người nhân dân hay nó thấp hơn là người lạc vô nhân còn khổ nữa. Nên nếu mà mình căn bản mình đã chưa có rồi mà mình cũng không xua là mình có phải là người tam nhân hay không thì mình ráng mình tạo phước cho nhiều đi cho nó chắc ăn trước, chứ còn nói là tại dĩ nhiên là bắt đầu chấm dứt luân hồi là từ tâm sơ đạo. Đắc cái đó là thấy khỏe rồi, mình ngồi cái nằm ngủ có ngủ ngái cỡ nào nữa thì cũng bảy kiếp thôi, nhưng mà đâu phải dễ đâu, thấy không? Mình thuộc loại là thứ thiệt, kiếp nào cũng tu nháp hết mà đợi đắc cao chi mệt. Nam mô Bích Thà giá. À chào thưa, chào thưa, dạ kính chân từ bảo quý tông. Sư nói gì cho Phật tử mất luôn hy vọng tức là mất niềm hy vọng của Phật tử, không còn mong đắc được tu đà hoàn nữa. Nhưng mà người ta nói là mình nếu mà một người mà hành thiện pháp mà mình có yoniso manasikara tức là có sự khéo tác ý, mình sẽ tạo được những cái nhân thiện hợp trí thì có khả năng được sanh làm người tam nhân. Thì trong cái vấn đề này con cũng tỉnh sư giải thích về như lý tác ý là như thế nào, ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày như thế nào, chẳng hạn như mình làm việc thiện, bố thí, trì giới hay là hành thiền vân vân, thì mình tác ý một cách đúng pháp yoniso manasikara như vậy là phải làm như thế nào để gọi là tác ý đúng pháp ạ? À? Con cũng thỉnh sư chỉ thực tiễn về cái pháp hành như thế nào, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Thiên Tiền Hoàng Giả Kinh Thưa Quý Vị, muốn có vô ni sổ mà nó sẽ ca ra thì nhất phải có cái nhân của nó là bà rất tu khô xạ, bà rất tu khô xạ mà để có cái vô ni sổ mà nó sẽ ca ra đúng cách, tức là phải là học hỏi theo giáo pháp chánh thống của Đức Phật. Chứ còn nếu mà nói là học cái mấy cái kinh mà để tụng cái mô thơ thì không bao giờ đó. Thì bây giờ mình muốn học cái gì Đức Phật dạy rồi vậy. Bây giờ mình không có thời gian, mình có học nhiều. Thứ nhất là mình học về phương diện giới, Đức là cho mình giữ giới trong sạch. Cái thứ hai mình học những cái điều quan trọng liên quan tới cái tại việc tạo phước của mình. Ví dụ người đời thì có chuyện không bố thí thì giới rồi mấy cái thiền định thì nhưng mà cái quan trọng là cái nhiệm vụ của mình đó là nhiệm vụ về học pháp hành pháp là mới để hộ pháp đó. Mà học pháp mình không học thì mình hành pháp là không được rồi, mà mình hành không được thì nhiều khi ra ngoài nói cho là mình lấy cái khả năng đâu mình hộ pháp đó. Ngay cả ông sư cũng vậy, ông sư thì phải học pháp hành pháp là mới hoàn pháp được, pháp thì không học thì sao hành, lấy gì hành, mà không học không hành thì lấy cái gì mà hoàn. Thành ra cái quan trọng đầu tiên là phải học những gì liên quan tới giới, những gì liên quan tới định và những gì liên quan tới tuệ. Đó là pháp học đầu tiên là phải làm, học cho tới khi nào mình đủ sức rồi đó mình mới tìm cái trường thiền mà có thiền sư mà được cái sự công nhận của chư tăng, chứ không phải là thiền sư mà vốn được xin tên là thiền sư là cũng như không là mình vô nhiều khi mình lỗ vốn nữa. Vô đó rồi bắt đầu để coi mình có cái pháp tiến bộ hay không, rồi như thế nào rồi mình hỏi thêm muốn thiền sư những cái điều kiện gì đó, rồi từ đó mình bắt đầu mình tạo. Khi mình tạo vậy đó thì tác ý theo chú giải thì tới 4 thời chứ không phải 3 thời, tác ý 4 thời luôn, trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, mà sau khi làm thời gian rất là sâu. Thì nếu tác ý 4 thời mình thuộc là Ukkattha đó, ví dụ như mình học gì liên quan gì tới thiền tứ niệm xứ thì mình học cho hiểu rõ 5 bài kinh nói về tứ niệm xứ, giống như chúng tôi nói 5 chỗ trong tam bộ tam tạng, nó có 5 chỗ đề cập tới về tới thiền tứ niệm xứ đó. Mình học cho mình hiểu rõ ràng xong rồi để em coi là mình mới tìm thiền sư rồi mình mới hành để coi pháp tiến bộ cỡ nào. Bởi vì khi mình học làm chuyện
nhưng mà khi mình vô mình hạ thủ phu nó lòi ra nhiều chuyện khác nữa, chứ không phải là nó tưởng đâu mình đi suôn sẻ đâu, không có đâu. Đó. Thì trước khi là trước khi làm, tức là trước khi học được cái, trong khi học và sau khi học, rồi mà xong mình mới ôn lại tất cả những cái chuyện đó, rồi mình mới coi lại coi nếu mà tác ý bốn thời như vậy đó mà nó có năng lực đó, mình gọi ục cạch thả đó, thì mới được sanh làm người tam nhân. Còn nếu tới thời của bốn cái tâm quả đầu tiên đó, tâm quả mình làm khi mình làm đó, bốn tâm thiện nhé, thiện hợp trí mình làm vậy đó, nhưng mà nó bị khuyết một ở một cái tác ý nào đó, trước khi làm, trong khi làm, sau làm, sau khi làm thời gian lâu đó, thường thường là cái tác ý cái cuối cùng là nó dễ mất năng lực lắm. Ví dụ mình học xong rồi vô vài bữa mình ra cái trường thiền, ôi cái trường thiền đó dạy gì tôi biết mà tôi vô tôi ở mấy năm ra không được gì hết, cái tự nhiên cái mình mất trơn. Mà cái mất trớn vậy đó, dầu rằng mình làm có trí tuệ, có đầy đủ nhiều mà nó mất trớn một cái là sanh làm người nhị nhân liền. À, đó, nó gọi là ô mắc cả. Còn bốn cái tâm ý phía sau đó, nếu mình làm mà ục cạch thả, tức tác ý bốn thời nó có năng lực đó, thì cũng sanh làm người nhị nhân. Mà tác ý bốn thời nó bị khuyết một cái là sanh làm người lạc vô nhân liền. Đó, theo chú giải rồi về liên quan tới nghiệp lực á, đó không phải dễ, phải muốn sanh làm người tam nhân là dễ đâu, rất là khó, điều kiện rất là khó, phải làm lúc nào cũng có trí tuệ mà tác ý bốn thời nó phải có năng lực thì mai ra được sanh làm người tam nhân. Mà khi mà sanh làm người tam nhân đó, giờ có thời thế nở lúc nào mình sanh làm người tam nhân mà ở những cái nước như là Anh, Pháp, Mỹ, Đức rồi lại kia xong đó, mình làm được gì thì mình có thể mình trở thành triệu phú, tại mình chế ra được những cái món mà không ai nghĩ ra, mình nghĩ ra được, chứ làm sao mình có khả năng mình hành thiện mình sát ở mấy cái xứ này đó. Mấy cái xứ mà quốc giáo thứ thiệt mà mình ở những cái xứ như vậy rồi mình qua chưa chắc là cái ngôn ngữ của mình là mình có thể mình thông và thấu hiểu những cái điều dạy của cái vị thiền sư ở cái xứ đó, thấy không? Nó nhiều khi rất nhiều chuyện đó, thành ra khi mà mình tạo nhân, cái nhân nó phải đầy đủ mà ra sanh ra ở cái xứ đó, cái xứ mà mình có thể học được Phật pháp bằng ngôn ngữ địa phương đó, rồi khi nào mình vô mình hành thiện cũng có đi thiền sư mà có khả năng không yếu như khi với nhau bằng cái ngôn ngữ địa phương như vậy đó thì mai ra. Chứ còn bây giờ mà cái nói một câu thông viên dịch từ tiếng Anh ra tiếng Miến Điện cho ông kia đó, ngược lại cứ làm vậy thôi, chứ tam sao thì thất bổn, mà tam sao thất bổn thì mình cũng tiêu luôn, thấy không? Thành ra phải làm cho nó đúng theo cái tiêu chuẩn của nó, đừng từng về Nam khi mà mình vô ni sổ nó sẽ ca rá rồi đó, mình phải có thâm ma nú thâm má và tỳ bạch tỳ, tức là phải hành từng tự những cái pháp đó, chứ mình nhảy không được. Thường thường bây giờ mình cũng thích nhảy rồi vậy đó, nó nhảy nghe thiền sư ông sư nào giỏi hành tháng là có thể thấy kết quả liền, là mình nhờ vô, đừng hy vọng, mình phải biết khả năng của mình. Nếu mình dễ vậy thôi, chứ Đức Phật đâu có, với trí tuệ của Đức Phật ngài đâu có không đâu, ngài đi 45 năm trường để ngài thuyết tới 82.000 bài pháp cho mình hả, thấy không? Nó mình đừng có nghĩ là bộ Đức Phật không biết sao, Đức Phật cũng biết cỡ mình cỡ nào, thành ra ngài mới đi ngài thuyết tới thuyết lui. Ví dụ như nội về kinh tứ niệm xứ không á, là trong cái tăng chi đó, hay trong tương ưng như tương ưng niệm xứ đó, 51 bài kinh tất cả liên quan tới thiền tứ niệm xứ không mà thôi. Đó. Mình vô mình đọc đó coi mình hiểu chưa chắc, nếu không có chú giải nó đủ cái góc cảnh đó, đủ góc cảnh đó, thành ra nổi cái đó không mà đủ thấy là tóc bạc rồi. Mà giờ thì giống như sư Đức Tông mà đọc cái đó là tóc nó rụng chứ không bạc đi, không bạc nổi nữa rồi, hay nó trắng quá rồi rụng rồi nó, tóc nó rớt tóc nó rớt xuống nhiều hơn là tóc nó còn trên đầu rồi. Mà chưa thấy gì ở đây thì ở đâu nó chuyện chơi không không có thà nhá. Dạ, xa thứ kính ơn mà Lữ Tông. Thật sự là như vậy, rất là khó, không phải là dễ làm. Nhưng mà con được biết một số vị người ta nói là giờ là không cần học,
mình học khó quá, vô học quẩn xứ với đệ này kia nọ, nhức cái đầu quá. Giờ họ vô pháp hành, họ vô pháp hành thì khi người ta nói người ta vô pháp hành là người ta cũng đang học trong đó luôn, thì vấn đề này mình nên hiểu như thế nào. Ví dụ như người ta đang hành cái thì những cảm thọ nó phát sinh như thế nào, ta coi như là ta đang học đó. Nên khi mà mình ra cái người ta nghe người khác nói về cảm thọ này thôi thì người ta hiểu liền, hoặc là người ta đang hành những người ta thấy những cái tâm mình sanh khởi như thế nào, để bắt được cái tâm đó thì khi ra mình nói về pháp học thì người ta nghe người ta hiểu liền. Thì như vậy người ta nói là không cần học, để vô hành, tức là người ta đang học luôn, vừa hành vừa học, vừa hành vừa học. Cũng giống như mà về âm nhạc các bạn thấy có một số vị không cần học lý thuyết, không cần biết về nhịp, biết về hòa âm, biết về cấu trúc âm nhạc, mà người ta vẫn chơi nhạc hay như thường, vẫn giỏi như thường, thì vấn đề này người ta nói là không cần học mà vẫn có thể thành tựu được những cái quả vị cao. Thì con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cái vấn đề mà nói là không có cái học đâu như thế nào ạ. Dạ con thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, không cần học với điều kiện quý vị sanh ra làm Úc Cái Tỳ Tinh Nhu và sanh vào thời có Đức Phật cả. Còn bây giờ mà nói không học mà hành đó, nghĩa là cái gì đó là nên đi theo cái Hoài Linh, đi đi theo Hoài Linh có một kiếm tiền dễ hơn đó. Bởi vì cái chuyện đó là chuyện thứ lâm, bởi vì cái trong cái bốn cái pháp mà gọi là sổ ta bạch tỳ văn khá đó, thứ nhất là gặp bậc thiện trí, thứ hai là nghe pháp từ bậc thiện trí đó, thứ ba là vô ni sổ mà nó xịt ra, tức là có khả năng quan sát, và thứ tư là tâm ma nu tham ma bạch tỳ, đó là sổ ta bạch tỳ văn khá, tức là bốn cái chi đó là tối thiểu để có thể đắc được sơ quả, mà nó không học là sao đó. Nói không học lấy gì vô vô ni sổ, không học thì chỉ có vô cửa sổ thôi, làm gì mà vô vô ni sổ được, thấy không? Nên có chuyện đó chứ. Thứ nhất, cái thứ hai đó quý vị nên nhớ cái mà mình đang học đang có ở đây đó là thành quả của bốn a tăng kỳ 100.000 đại kiếp đó. Quý vị nên nhớ cái thành quả của một cái vị mà phải đầu tư cuộc sống mình kể từ ngày được thọ ký là bốn a tăng kiện 100.000 đại kiếp, mà mười bộ mình tưởng là dễ à. Wow, mình có kinh thường chứ. Nên, ngay cả vào thời Đức Phật đó, chúng tôi nói vào thời Đức Phật đó, cho những người nào bây giờ hay nguyện gặp Phật á, mỗi ngày ngày đi trì bình cũng với hàng ngàn chư vị tứ thánh ấy, chứ không phải đừng nói hàng ngàn gì, ngày nào cũng đi trì rồi đấy. Có bao nhiêu người đắc đâu? Đắc là đều phải nghe hết á, nghe tức là học. Nhưng mà vì những cái gì đó là trời cũng có tỷ tinh nhu hoặc quyết tỷ tinh nhu rồi. À, chứ còn không thì đó mình cứ cái đệ bát là xong, Đức Phật hay là các vị thánh tăng ngó mình cười 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 chứ. Bởi vì mấy cái gì đó đâu nói lời vô ích, nói ra mình không có được cái gì hết, họ đâu nói anh chị, thấy không? Mình cứ nhìn nó thì mình biết à, chứ đâu phải ấy đâu. À, Đức Phật đi ra 45 năm trường của Ngài đó, Ngài thuyết, Ngài nào Ngài đó là chính miệng, chính cái kim khẩu của Ngài nói ra những cái bà pháp đó, mà đâu phải ai nghe cũng đắc đâu. Đến nỗi là nội cái gì không là mình biết mình cái phước mình lớn cỡ nào. Ngày nào đó buổi sáng một lần ngồi tiền là Ngài dùng cái dòng trí của Ngài để quét cái vũ trụ này coi ai có người hữu duyên nên tế độ đó. Mà lúc đó thì huynh mi 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 lăng đá này với tôi với chúng tôi đó chắc là đang học người nhái gì đâu, lặn sâu lắm trời, gãy quét không trúng rồi, thấy không? Thì hỏi mình cỡ nào bởi lặn sâu quét đâu mà trúng được đó, không có trúng ra giờ này vẫn ngồi chờ, vẫn ngồi tiếp tục tu nháp nữa là chưa hối hận, vẫn còn tiếp nháp như thường. À, quý vị nên nhớ phải gặp bậc sanh làm người đã khó, gặp được Phật pháp là khó, mà gặp được Đức Phật nữa thôi chứ, mà mình ngài dùng nhông trí ngài quét như vậy mà không biết, không phải mình tôi với sư với kinh Mi Lăng Đá đâu. Ngày kia chắc xin lỗi các bậc cao tôn hiền giả trong này chắc cũng có quý vị luôn đã quét, không giờ vẫn còn lang thang ba cõi sáu đường là vậy đó. Đó là lỗi tại mình chứ không có lỗi tại ai, đều bây giờ gặp Phật pháp thì thôi đang học đi để mai mai kia nó khá hơn chút. Nam mô Bổn Thầy, dạ kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sinh năng quý tử trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sanh do sự pháp thoại ngày hôm nay
xin hãy là mỗi dành để tất cả chư tôn hiền giả cùng các sinh nam và sinh nữ có được cơ hội đi chấm dứt được ác ác pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Bà qua tu sập bà măng khả lăng đắc hành tu sập bà đề quá ta sập bà vượt thà nú phà quê ná sà đà sò thi phá hoành tù tê. Bà qua tu sập bà măng khả lăng đắc hành tu sập bà đề quá ta sập bà thầm à nú phà quê ná sà đà sò thi phá hoành tù tê. Bà qua tu sập bà măng khả lăng đắc hành tu sập bà đề quá ta sập bà sẵn khả nú phà quê ná sà đà sò thi phá hoành tù tê. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sáng Khai Giá, Nam mô Rắc Tà Nát Thầy Sá Chà. Hãy chờ Bích Đại Trà MC rồi hồi hướng phước báo xong rồi đóng rụng. Nam mô Bụt Thà Giá.